Mỗi ngày một vị thánh. Chuyện thứ 12. Ông Isaac. Tổ phụ Isaac là con trai ông Abraham và bà Sarah. Isaac có nghĩa là bật cười. Phản ánh tiếng cười không thể tin được của Abraham và Sarah khi được Chúa cho biết họ sẽ có một đứa con, vì lúc ấy cả hai ông bà đã gần 100 tuổi. Isaac là tộc trưởng duy nhất không đổi tên trong ba tộc trưởng quan trọng nhất cùng với Abraham và Jacob, cũng là người duy nhất không rời khỏi Canaan. Ông qua đời ở tuổi 180, là người thọ nhất trong ba vị. Khi nơi ở của ông trải qua nạn đói, Isaac chuyển đến vùng đất Gera của người Philippines, nơi cha ông Abraham từng sinh sống và khai quật các giếng nước Abraham từng đào trước đó đã bị lấp, sau đó đào thêm nhiều giếng cho đến tận Beersheba. Việc kinh doanh giếng nước thuận lợi đã giúp Isaac trở nên giàu có và xây dựng một cơ ngơi rộng lớn cho con cháu sau này.